Xin chào anh em, tôi là Trương Hoàng và người đi đánh hàng cùng tôi đó là anh Thanh. Nhưng mà thật tiếc là anh ấy đang chuyển hàng ở trong kia rồi, không có mặt ở đây. Như anh em đã thấy đấy, hiện tại thì tôi đang có mặt tại chợ Long Biên, một chợ đầu mối gọi là lớn nhất miền Bắc. Hôm nay anh em tôi sẽ vận chuyển số hoa quả ở đây lên Ba Vì bằng chiếc xe tải cỡ nhỏ dưới 1 tấn, chiếc Grato T3 này. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc xe này nhá. Để tôi xem anh Thành đâu rồi. Anh Thành ơi! Anh Thành ơi! Đâu rồi? Anh em thấy thế nào? Công việc của người vận chuyển nó cũng thú vị không kém gì chiếc xe này đâu nhá. Ôi. Và bây giờ anh em tôi phải lên phố để lấy một chút giấy tờ, sau đó sẽ chuyển số hoa quả này lên Ba Vì. Từ nãy đến giờ di chuyển ở trong cái khu chợ này này, thật mặc dù nó rất đông đúc như này nhá, nhưng mà tôi vẫn di chuyển rất là dễ dàng. Phải nói là cái hệ thống trợ lực tay lái bằng điện này của Fotong dành cho chiếc Grato T3 này là thật sự là quá tuyệt vời. Nó giúp cho tôi cảm giác như là tôi đang lái một chiếc xe con số sàn chứ không phải là một chiếc xe tải các bạn ạ. Rất thoải mái, rất hay. Đấy, và hơn nữa ấy, là những chiếc xe tải cỡ nhỏ này thì nó sẽ tiết kiệm được nhiên liệu hơn và nó sẽ rất thuận tiện cho anh em kinh doanh nhỏ lẻ chở hàng, ví dụ như tôi. Còn một điều nữa tôi rất thích ở chiếc Grato T3 này, đó là cái cabin của nó. Từ các phần ghế ngồi này, tôi có thể điều chỉnh ngả ngốn ra sau rồi đủ kiểu. Tôi vẫn không cảm thấy nó bị chật chội. Và một điều nữa tôi cảm thấy thực sự thích, đó là phần tay lái các bạn ạ. Phần tay lái trợ lực điện này của Grato T3 nó thực sự làm tôi thỏa mãn. Các bạn có như thể nhìn thấy này, tôi đánh lái rất nhẹ nhàng, rất nhẹ. Phải nói là cái hệ thống trợ lực điện tay lái này nó làm cho tôi có cảm giác như là tôi đang lái như một chiếc xe con số sàn ấy, chứ không phải là chiếc xe tải nữa. Phải nói là Fotong họ quá chú trọng về cái phần công nghệ cho anh em lái xe, tuyệt vời. Hiện tại thì tôi đang đến phố Hàng Bông rồi. Khi đi vào phố cổ này, có một điều tôi rất lo ngại, đó là cái việc gửi xe này, cũng như là cái lối đi nó rất là chật hẹp. Nhưng mà cho đến giờ phút này, khi tôi đang ngồi trên chiếc Grato T3 này, thì thực sự là tôi cảm thấy rất dễ chịu. Từ vô lăng này, các bạn có thể thấy này, tôi vào số rất nhẹ nhàng mượt mà, vô lăng đánh lái cũng rất là nhẹ nhàng. Tôi không cảm thấy lo lắng một chút nào nữa trên chiếc xe này. Thực sự rất thoải mái khi điều khiển nó các bạn ạ. Các bạn có thể thấy, đi vào những khu vực phố cổ như này ấy, cái việc di chuyển do đông đúc nó rất là khó, nhưng mà các bạn nhìn này, tôi đánh lái vẫn rất là dễ dàng.
phải nói là những chiếc xe nó sử dụng nó thoải mái như thế này thì tôi nghĩ rằng những chị em có thể sử dụng chiếc xe này được. Chị em có thể sử dụng chiếc xe này một cách thoải mái được mà không có điều gì phải lo lắng cả. Các bạn ạ, phải một lần nữa nhắc đến cái cảm giác trợ lực điện tay lái của chiếc Grand Tour T3 này. Nó làm cho tôi hoàn toàn yên tâm. Và trợ lực tay lái này nó không cho tôi cái cảm giác mà bị quá nhẹ, có nghĩa là bị cảm giác lái ảo ấy các bạn ạ. Tập đoàn Foton cho đến thời điểm hiện tại đã có mặt ở Việt Nam là khoảng 12 năm nay rồi anh ạ. Và họ đã bán được khoảng gần 100.000 xe rồi. Bán gần được 100.000 xe. Con Grand Tour T3 này anh này, nó là dòng xe tải dưới 1 tấn và nó được ra mắt vào khoảng tháng 8 năm ngoái anh ạ. Vào khoảng tháng 8 năm ngoái nếu em không nhớ nhầm. Foton là một thương hiệu ô tô toàn cầu anh Thành ạ, cho nên là ngoài Việt Nam ra thì họ đã có mặt trên khoảng 110 quốc gia anh ạ. Và họ là tập đoàn xe được yêu thích nhất Đông Nam Á anh ạ. Họ sản xuất ra cái dưới dòng 1 tấn này thì đúng phù hợp với cả những người dân tiêu dùng và chở hàng hóa như trung bình ở trong thành phố, nó dễ luồn lách, dễ đi. Côn số tay lái thì không thể chê vào đâu được. Mà em bảo anh Thành nhé, riêng con Grand Tour T3 này này, nó là được nghiên cứu và phát triển ở Đức và Nhật đấy. Và bây giờ đã đến nơi rồi, tôi sẽ vào trong lấy hóa đơn. Sau buổi trải nghiệm với chiếc xe Grand Tour T3 ngày hôm nay, với cá nhân tôi ấy, thì tôi cảm thấy thực sự thú vị và tôi rất cuốn hút. Tôi bị cuốn hút ở một điểm, đó là cái phần tay lái của nó. Nó được trợ lực điện, nó hỗ trợ tôi rất nhiều. Và tiếp theo nữa đó là phần cabin trong xe rất thoải mái và rộng rãi. Tôi có thể điều chỉnh ghế một cách là tùy ý. Cùng với những tính năng của mình, nhưng những đặc điểm và ưu điểm của nó chưa chỉ nằm ở đây đâu, mà nó còn rất nhiều thứ hay nữa. Ok, tôi sẽ hẹn các bạn vào những phần tiếp theo.